gian lộ hình ảnh mặt mộc được dân mạng khen hết lời. Với gương mặt không chút make up, nhìn Hương Giang đẹp, nền nã, dịu dàng không thua kém bất kỳ người đẹp vì biết nào. Thường xuyên xuất hiện với gương mặt được trang điểm kỹ càng để nhan sắc cũng như hình ảnh của mình luôn hoàn hảo, rạng rỡ trong mắt công chúng mến mộ, nên chẳng mấy khi mọi người được ngắm nhìn gương mặt thật không trang điểm của Hoa hậu Hương Giang. Đoạn clip mới nhất mà cô vừa chia sẻ, Hương Giang khoe nhan sắc mộc mạc trước khi trang điểm với làn da trắng mịn không tì vết. Tuy có phần nhợt nhạt nhưng không ai là không suýt xoa trước làn da mịn màng tươi trẻ của nàng hậu. Gương mặt mộc không chút make up, nhìn Hương Giang đẹp, nền nã, dịu dàng không thua kém bất kỳ người đẹp vì biết nào. Thậm chí xét về làn da trắng mịn, nhiều người đẹp còn không thể bì được với cô. Gương mặt Hương Giang khi chưa trang điểm nổi bật với nước da trắng sáng mịn màng, gương mặt không son phấn nhìn hơi nhợt nhạt, nhưng bù lại, các đường nét thanh thoát cùng nước da trắng vẫn giúp Hương Giang ghi điểm trọn vẹn. Qua một vài bước trang điểm nhẹ nhàng, Hương Giang đã lột xác thành một người khác. Không thể phủ nhận dù trang điểm môi cam sáng ngọt ngào, đôi mắt kẻ mơ màng, nhưng người hâm mộ vẫn ấn tượng về nhan sắc mộc mạc không tì vết của Hương Giang khi không trang điểm. Với gương mặt không trang điểm để mặt mộc tự nhiên, nhan sắc của cô cũng được khen ngợi hết lời. Trước đây, Hương Giang cũng từng khoe ảnh mặt mộc của mình. Phải nói là lợi thế của cô chính là nước da trắng hồng mịn màng. Nhiều người không tự tin với mặt mộc khi có mụn hay các vết thâm, thì riêng Hương Giang lại khác. Làn da của cô trắng mịn không tì vết nên cô cũng chẳng ngại khoe lợi thế của mình. Choáng váng trước cuộc sống hiện tại của Hương Giang Idol sau 3 tháng đăng quang Hoa hậu chuyển giới. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Thái Lan, Hương Giang trở thành cái tên gây chú ý và được nhiều khán giả yêu mến nhất nhì Vbiz. Hoa hậu Hương Giang đã có một cuộc cách mạng về cuộc sống cũng như thăng tiến hơn trong sự nghiệp sau hơn 3 tháng đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, cái tên Hương Giang đang làm nóng trên các phương tiện truyền thông. Mọi hoạt động của Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 luôn đón nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Đặc biệt là những khán giả Việt Nam, những ai yêu mến Hương Giang Idol, bởi lần đầu tiên Việt Nam đăng quang ngôi vị cao nhất một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế. Nếu để ý kỹ sẽ thấy kể từ khi đăng quang Hoa hậu, Hương Giang đã có một cuộc cách mạng về cuộc sống cũng như thăng tiến hơn trong sự nghiệp của mình. Trên trang cá nhân, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang chia sẻ đoạn video cô tậu thêm xế hộp tiền tỷ. Được biết, chiếc xe mới của Hương Giang có giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng. Trước đó, Hương Giang đã sở hữu cho bản thân hai chiếc xe hơi tiền tỷ khác. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Thái Lan, Hương Giang trở thành cái tên gây chú ý và được nhiều khán giả yêu mến nhất nhì Vbiz. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, mọi nhất cử nhất động của cô đều khiến fan quan tâm. Mới đây, Hương Giang còn khai trương cơ sở kinh doanh làm đẹp. Đáng chú ý, sự kiện ra mắt cửa hàng do cô làm chủ cũng quy tụ nhiều người bạn thân thiết của cô như Đàm Vĩnh Hưng, chị em Lưu Thiên Hương, Lưu Hương Giang, Khả Ngân. Bên cạnh các lịch trình cá nhân, Hương Giang cũng gây chú ý khi kết hợp cùng Trường Giang trong game show Khi Đàn Ông Mang Bầu. Tính cách thân thiện, vui vẻ, lầy lội nhưng không kém phần tham vọng, hết mình trong các thử thách khiến fan càng thêm yêu mến Hương Giang. Mới đây, Hương Giang lại tiếp tục đồng hành cùng nhà thiết kế Đỗ Long lựa chọn những gương mặt sáng giá cho show diễn sắp tới mà bản thân cô nàng cũng được trình diễn trong vị trí vedette. Nói về lý do lựa chọn Hương Giang cho show diễn đặc biệt này, Đỗ Long khẳng định anh không mời Hương Giang vì danh hiệu. Trước khi Hương Giang đăng quang Hoa hậu, tôi từng có cơ hội làm việc và lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Để có thể chạm được vinh quang, Hương Giang đã phải nỗ lực hết mình, chiến đấu để sống lại lần nữa với giới tính mà cô mong ước. Sẽ không có cô gái nào phù hợp với tinh thần life như Hương Giang. Hương Giang gây xúc động với nghị cử cao đẹp dành cho thí sinh khiếm khuyết ngoại hình thế này đây. Đồng cảm với hoàn cảnh thí sinh tham dự chương trình nhan sắc mới khởi đầu mới, Hương Giang đã hỗ trợ riêng 100 triệu đồng cho thí sinh có hoàn cảnh tương tự mình, với mong muốn tiếp thêm nguồn lực cho những hoàn cảnh kém may mắn. Tối ngày 29 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Hương Giang xuất hiện rạng rỡ trong chương trình phẫu thuật miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh kém may mắn. Tại chương trình, Hương Giang đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho rằng nhờ can đảm đụng đến dao kéo mà cô đã tự tin và có chỗ đứng như hiện nay. Bản thân là người từng khao khát thay đổi diện mạo để thực hiện ước mơ ca sĩ, Giang rất đồng cảm trước những hy vọng và ước mơ của mọi người. Việc hoàn thiện vẻ ngoài để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn là điều đáng trân trọng. Giang sẽ cùng ban giám khảo chọn ra trường hợp xứng đáng để hỗ trợ phẫu thuật, Hương Giang chia sẻ. Trong chương trình, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, mắc khuyết điểm lớn về gương mặt, Hương Giang khóc rất nhiều.
chứng kiến sự thay đổi rất lớn về nhan sắc của hai nhân vật khách mời là ca Trần Khánh Du và Hồng Anh, Hoa hậu Hương Giang vô cùng ngỡ ngàng và xúc động. Khi xem hoàn cảnh và trực tiếp thấy rõ sự thay đổi nhan sắc, Giang thực sự khâm phục, bởi lẽ thẩm mỹ cần có nghị lực và sự can đảm lớn, và hai bạn đã vượt qua để thay đổi chính mình, đó là điều đáng ngưỡng mộ. Kết thúc chương trình, giám khảo Hương Giang cùng bác sĩ Tú Dung đã chọn ra 5 trường hợp đặc biệt, trong đó hai hoàn cảnh khó khăn và khuyết điểm nặng về gương mặt được hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật, 3 trường hợp còn lại được tài trợ 50% kinh phí. Chương trình đã thu hút hàng trăm khách hàng từ mọi miền đất nước đổ bộ về tham dự, với mong muốn được thay đổi ngoại hình, có được diện mạo mới và tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi người mang trong mình một câu chuyện, ai cũng khó khăn, ai cũng mong muốn mình là người may mắn được hỗ trợ để thẩm mỹ. Cho đến thời điểm hiện tại, chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới đã đi được 23 số trong tổng số 52 số phát sóng trên kênh truyền hình VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Bệnh viện GW Hàn Quốc vẫn tiếp tục đón nhận những bức thư gửi về cho chương trình, đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm đến sự tự tin, vươn đến ước mơ và hoài bão lớn. Hương Giang, Trấn Thành khẩu chiến chỉ để tranh giành cái này khiến dân mạng thích thú. Hương Giang, Trấn Thành, Hari Won, Kỳ Duyên cùng ra chợ Bến Thành bán bún bò và cãi nhau chỉ chóe. Sau thử thách hài hước về kế hoạch chi tiêu, các gia đình của khi đàn ông mang bầu gồm Trấn Thành, Hari Won, Trường Giang, Hương Giang, Hứa Vĩ Văn và Kỳ Duyên tiếp tục đến với thử thách tiếp theo không kém phần khó khăn mang tên Một Ngày Mưu Sinh. Nhiệm vụ mà các đội phải đương đầu là tìm đến những gia đình bà bầu có hoàn cảnh đặc biệt và sẽ dùng số tiền mình kiếm được để giúp họ cải thiện một phần nào cuộc sống. Để có được số tiền đó, các gia đình phải có mặt tại chợ Bến Thành để buôn bán hủ tiếu, bún bò. Tại đây, ngoài khả năng ăn nói, các nghệ sĩ phải vận dụng hết chiêu trò của mình để lấy lòng khách và bán được nhiều hàng hơn. Trong trailer vừa hé lộ, lần đầu tiên khán giả thấy Hương Giang vừa đi vừa rao bán hủ tiếu, Trấn Thành và Hứa Vĩ Văn dùng mọi cách để gây sự chú ý của mọi người tại chợ này. Đặc biệt, Trấn Thành và Hương Giang còn tranh giành địa bàn, cả hai đã có màn gây lộn hài hước. Trong khi Trấn Thành hét lớn với Hương Giang, em bán là chuyện của em, chỗ này em mua hả? Thì Hương Giang cũng không vừa khi cương quyết giữ lại địa bàn của mình và khẳng định chỗ này là địa phận của em. Ngay sau đó Trấn Thành liền đáp, địa phận của em kệ em chứ, khiến Hương Giang vô cùng sôi máu. Bên cạnh đó, để thu hút khách về phía mình, Hứa Vĩ Văn đã rao lớn Hương Giang, Trường Giang bán 200.000 đồng một tô bún, vậy là chặt chém. Bị Hứa Vĩ Văn chơi chiêu, Hương Giang nhăn mặt và nói rằng đây là điều bịa đặt. Về phía đội Trấn Thành, Hari Won, khả năng ngoại ngữ được tận dụng triệt để khi Hari Won tiếp tục nói tiếng Hàn chào khách. Bên cạnh đó, trailer này cũng hé lộ việc các nghệ sĩ tìm đến những gia đình bà bầu có hoàn cảnh kém may mắn. Sau khi tâm sự và nhìn thấy cuộc sống của họ, Trấn Thành xúc động chia sẻ, trên đời không có bất cứ công việc nào dễ dàng và khâm phục những người phụ nữ phải mưu sinh trong hoàn cảnh khó khăn như thế này. Giữ đúng lời hứa, Hoa hậu Hương Giang thực hiện việc làm ý nghĩa đầu tiên cho cộng đồng LGBT. Sau khi đăng quang, không chỉ lắng nghe những trăn trở từ cộng đồng, Hoa hậu Hương Giang còn khởi động chiến dịch ủng hộ luật chuyển đổi giới. Với mong muốn hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho những người có cùng cảnh ngộ, Hoa hậu Hương Giang đã chính thức khởi động chiến dịch ủng hộ luật chuyển đổi giới tại Việt Nam. Mới đây, mỹ nhân này đã hồi đáp công chúng kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 bằng việc chính thức khởi động chiến dịch ủng hộ luật chuyển đổi giới tại Việt Nam. Đây được coi là một phát pháo đầu tiên dành quyền lợi cho những người thuộc cộng đồng LGBT. Vừa xuất hiện trong chương trình giao lưu lắng nghe người chuyển giới, người đẹp đã chia sẻ câu chuyện của mình và những mong mỏi từ bản thân tới cộng đồng. Hương Giang đã lên kế hoạch, bắt tay vào thực hiện những dự án và với danh hiệu mà mỹ nhân đạt được sẽ là sức mạnh để bảo vệ người chuyển giới tại Việt Nam. Cũng tại sự kiện, Hương Giang cũng bắt đầu chiến dịch thu thập chữ ký từ cộng đồng để gửi thư ngỏ tới Bộ Y tế và Quốc hội. Với kế hoạch này, năng hậu cũng như cộng đồng người chuyển giới sẽ có dịp bày tỏ những trăn trở và khó khăn, cùng đó là nguyện vọng để gửi đến Bộ Y tế sớm trình dự thảo luật chuyển đổi giới tính lên Chính phủ và Quốc hội. Cô và cộng đồng mong rằng với những nỗi niềm khao khát này sẽ được đại biểu Quốc hội sớm thông qua luật vào năm 2019 để người chuyển giới Việt Nam được sống và đối xử bình đẳng như bao công dân khác. Xa hơn nữa, đó là góc nhìn thiện cảm và bao dung hơn từ xã hội. Tôi muốn dùng danh hiệu Hoa hậu để bảo vệ người chuyển giới. Tôi dùng vương miện để cộng đồng có cái nhìn cởi mở, bất kỳ thị về người chuyển giới. Tôi muốn mọi người cho người chuyển giới một cơ hội để được làm việc như những người bình thường. Cho người chuyển giới Việt Nam một cơ hội, một cách bình đẳng để có công việc và cuộc sống tốt hơn, Hương Giang bày tỏ.
Không chỉ chia sẻ câu chuyện bản thân như một nguồn cảm hứng, động lực gửi đến những người có chung hoàn cảnh, Hương Giang còn giải bày nguyện vọng muốn tạo nên một cái nhìn khoan dung và tích cực hơn về những người chuyển giới Việt Nam. Cô còn thổ lộ sẽ lập nên dự án thu thập nhiều chữ ký như một cách để tích góp sức mạnh từ cộng đồng để gửi đến Bộ Y tế sớm trình dự thảo luật chuyển đổi giới tính lên Chính phủ và Quốc hội. Với mong muốn sẽ được xác nhận, Hương Giang muốn cộng đồng được sống và đối xử như những công dân bình thường khác mà không có bất kỳ sự phân biệt nào.